yêu cầu không phải là yêu cầu sa thải ông philip jose mà yêu cầu tất cả quý khán thính giả khi xem cái video clip này chúng ta phải hết sức bình tĩnh bởi vì thông tin sau đây sẽ khiến cho quý vị có thể đổ mồ hôi chân tay tăng hạ đường huyết và huyết áp một cách rất bất thường đề nghị hết sức bình tĩnh kính thưa quý vị và các bạn chưa bao giờ trong lịch sử của nền bóng đá việt nam chúng ta lại có một cái số lượng khán giả hâm mộ yêu cầu sa thải ông huấn luyện viên trưởng nhiều giống như bây giờ sự phẫn nộ nó lên đến đỉnh điểm và có vẻ người ta đang dần chai sạn luôn cái cảm xúc một cách trở nên vô cảm với ông huấn luyện viên philip rosa nhưng trên báo chí truyền thông thì họ vẫn đưa một tin đó là à, hiện tại thì vff vẫn chưa có một cái quyết định chúng ta gọi là quyết định nha chứ không phải là kế hoạch chưa có một quyết định sa thải ông Philip Jose bởi vì à, sẽ cho ông tiếp tục để ông điều hành trận đấu trên sân Mỹ Đình có rất là nhiều khán thính giả họ cho rằng thay luôn ông huấn luyện viên Philip Jose ngay tại sân Mỹ Đình vẫn còn kịp bởi vì sao chúng ta sẽ có hai phương án thay thế một là ông Mai Đức Chung hai là ông Hoàng Anh Tuấn đều có thể xung phong lên mặt trận để tạm thời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chúng ta để đá với Indo và điều này nó sẽ xảy ra rất là nhiều hệ lụy khác nhau. Ví dụ, lỡ như chúng ta thua thì sao? Thì ông Philip Rose, ông sẽ chỉ thẳng mặt của VFF và người hâm mộ ông nói thấy chưa? Các cầu thủ mà tôi huấn luyện trong ngần ấy năm, bây giờ họ đã đạt được một cái độ chín mùi, thì mấy người lại không cho tôi điều hành và bây giờ là thất bại. Đúng ra trận trên sân Mỹ Đình là chiến thắng và tôi có sự lạc quan là có lý do của nó. Nhưng mấy người quá thiếu kiên nhẫn đó là câu chuyện mà ông Philip Jose có thể ông sẽ đổ lỗi và chúng ta một biết một cái thông tin nó động trời nó không phải là chuyện sao thải ông Philip Jose mà đây nè quý vị 10 nước Đông Nam Á ủng hộ huấn luyện viên Jose tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam quý vị nghe thấy khủng khiếp chưa đọc lại nha 10 quốc gia Đông Nam Á ủng hộ huấn luyện viên Philip Jose tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại sao chúng ta nghe kỹ đoạn này nha trên fanpage chính thức của afc asian cup cổ động viên saru ami của malaysia bình luận như thế này với lối đá như vậy đội tuyển việt nam gần như không có cơ hội vào vòng loại thứ ba nhưng mà đây là bình luận viên không có biết cái gì về cái uh, tình hình bóng đá ở việt nam hết ông jose sau trận thất bại vừa rồi ổng vẫn liên tục ổng nói là tôi rất là lạc quan vào các cầu thủ <laughs> bởi vậy sắp tới đây mình sẽ có một cái video clip đề nghị bên ông tổng thống pháp bầu cho ông Philippe Trojé chính thức trở thành bộ trưởng bộ lạc quan mà sẽ làm một cái đại sứ lạc quan ở bất kỳ đội bóng nào cứ tình hình đất nước nào mà đang bi quan ví dụ như ở Ukraine hay ở nga thì gửi ông Philippe Trojé qua ổng sẽ làm cho cái tình hình nơi đó từ bi quan trở nên lạc quan hơn bởi vì đây là một con người luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan và có niềm tin vào cuộc sống mà mình chưa gặp ai ở ngoài đời giống như vậy với lối đá như vậy thì đội tuyển việt nam gần như không có cơ hội nào vòng vào vòng loại thứ ba quân cấp tôi tin vào khả năng iraq và indo sẽ đi tiếp chúng ta biết vừa rồi á philippines họ đá rất là cứng cho nên cái cửa mà để chúng ta thắng philippines nó cũng hẹp dần rồi vì vậy mình cho rằng sau trận mỹ đình hãy sa thải ông philip jose ngay lập tức đừng chờ đợi nữa nhưng một cái điều rất là bất thường là tại sao 10 quốc gia đông nam á lại không phải là ủng hộ mà gần giống như một lời yêu cầu một lời thỉnh cầu rằng đội tuyển quốc gia việt nam vff ơi hãy giữ ông philip jose lại bởi vì lý do sau đây sau khi huấn luyện viên bác hang seo ra đi đội tuyển việt nam ngày càng suy yếu tôi nghĩ các bạn nên thay huấn luyện viên một bình luận viên của thái lan nhận định nhưng mà đó chỉ là một bình luận viên của Thái Lan và Malai thôi. Còn đây là số đông của các quốc gia Đông Nam Á nè. Trong khi đó, một cổ động viên Đông Timor có tên là Rajat Wahiyu lại mong muốn huấn luyện viên Jose tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Không chỉ tôi mà chắc chắn cổ động viên 10 nước Đông Nam Á còn lại trừ Việt Nam đều mong muốn ông huấn luyện viên Jose tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Vì chỉ có như thế Vì chỉ có như thế Thì những đội tuyển như là Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor Thậm chí là Guam Như của chúng tôi mới có hy vọng đánh bại đội tuyển Việt Nam trong tương lai Và đây là một cái sự ủng hộ theo nghĩa bóng Nó mang đầy cái tính sỉ nhục Mà mình nghĩ rằng à, phiên dịch của huấn luyện viên Philip Rosen phải dịch nguyên văn cái bài này và xe cái video clip này cho ông nghe tại vì ông đang nghĩ rằng là ở đâu đó đang có một số chuyên gia bóng đá hay cổ động viên đang ủng hộ ông theo đúng nghĩa đen và chúng ta nhớ sau một cái liên hoàn thất bại ở Asian Cup thì có một ông bạn của ông ở bên Campuchia đang làm giám đốc kỹ thuật cũng là một chuyên gia đến từ châu Âu lên tiếng nói rằng đội tuyển Việt Nam sa thải ông Philip cho đây lúc này là một sai lầm lớn và vừa rồi trước trận đấu diễn ra với Indo trên sân Kano thì cũng có rất nhiều chuyên gia nhận định rằng cho dù chúng ta có thua Indo hai trận cũng không nên sa thải ông Philip Jose vậy thì bây giờ tôi muốn nghe ý kiến từ chuyên gia đó sau khi họ thấy được cái trận thất bại vừa rồi thì không biết họ có còn giữ quan điểm nữa hay không và lý do họ giữ quan điểm đó là gì liệu có phải lý do giữ lại ông Philip Jose không dám sa thải ổng là sợ bồi thường hợp đồng không hay sao? Hay là còn một cái lý do tế nhị nhạy cảm nào đó mà bên phía VFF vẫn không dám sa thải ông Philip Jose? Họ nói rằng là gì? Từ đây cho đến ngày diễn ra trên sân Mỹ Đình nó còn quá ngắn. Bữa nay là ngày 22 rồi. Chỉ còn có 4 ngày nữa thôi là chúng ta đá. Như vậy nếu sa thải ổng thì không đủ thời gian, chả có huấn luyện viên nào nhảy vào. Và chúng ta còn nhớ đây là kịch bản sau trận thua ở giải Asian Cup một cái điều diễn ra cũng tương tự cho rằng là à, không có đủ thời gian và cũng không có người thay thế nhưng mà tại sao các đội bóng khác họ dám làm cụ thể như vậy Hàn Quốc họ dám làm và thậm chí nếu trong cái giải vừa rồi ông Shin tae thất bại Indo sẵn sàng sa thải liệu có phải là vấn đề kinh tế của chúng ta quá yếu không có đủ tài chính để mà bồi thường hợp đồng cho ông Philip Jose hay là chúng ta giữ ổng lại vì lý do gì và bây giờ cộng đồng mạng người hâm mộ bóng đá Việt Nam không hiểu lý do giữ lại ông Philip Roger tới giờ này để làm gì. Và một điều mà mình nghĩ, ông Philip Roger, ổng đã mất niềm tin ở chính bản thân ổng. Và hãy kiểm tra lại tư tưởng của các cầu thủ chúng ta. Bao nhiêu cầu thủ còn niềm tin vào ông thầy của mình? Còn đừng hỏi người hâm mộ ở đây, người hâm mộ đã hoàn toàn đánh mất niềm tin. Và cũng đừng hỏi các vị chuyên gia và bình luận viên chuyên nghiệp. Mình tin rằng họ có bưng bô bao biện kiểu gì đi nữa thì cũng không ai đặt một tí xíu niềm tin nào ở ông philip jose và chúng ta hãy cắt ông philip jose kể từ đây còn cái trận diễn ra trên sân mỹ đình xin thưa trận đó là trận đúng trận đấu giữa người hâm mộ và các cầu thủ việt nam với đội tuyển đội tuyển indo chứ không phải là trận đấu giữa ông philip jose dẫn dắt đội tuyển việt nam đấu với indo bởi vì sao? Sự có mặt của ông Philip Jose nó gần như không còn ý nghĩa gì nữa. Có mặt của ông để làm gì? Trong khi bao nhiêu trận chiến thuật không có, bài vở không có, thay người thì rất là dở hơi. Thế thì tôi nghĩ bây giờ ông ăn lương 50 000 đô một tháng. Ông đã làm cái gì cho cái nền bóng đá của chúng ta? Quý vị thử liệt kê tôi coi, tôi coi. Thế thì có phải đó là một cái sự lãng phí không? mà chúng ta vẫn đặt niềm tin cho tới giờ phút này là người hâm mộ bóng đá Việt Nam người ta người ta không có rành và chuyên môn để rồi người ta có những nhận định bon quơ theo tính cảm xúc đâu rõ ràng ngay từ đầu sau kể từ khi ông lên ông nắm quyền là đã có rất nhiều người hâm mộ và chuyên gia đã nghi vấn về ông này rồi nhưng mà không hiểu lý do làm sao Ổng vẫn là sự lựa chọn cho tới giờ phút này và một lý do cứ nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại là sắp tới ngày thi đấu trận tiếp theo cho nên việc sa thải ổng sẽ không có người thay thế liệu liệu đó có phải là lý do chính không và mình đang đang rất là thắc mắc tại sao cứ mỗi lần ông thua thì bên phía VFF được và báo chí người hâm mộ nói thì họ cứ trả lời là thời gian từ đây cho tới trận đấu tiếp theo nó còn rất ngắn vì vậy sa thải ổng là một bài toán khó mà đáp án nó có thể khó khó giải lắm như vậy thì 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 bao giờ mới sa thải thời điểm nào mới sa thải và ông Jose ông nên thay đổi cái quan điểm của ông như thế này ông đừng cho rằng hơn 80% người hâm mộ đang muốn sa thải ông mà bây giờ tôi nghĩ là trăm rồi chỉ còn nó không phải không 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 phần trăm muốn giữ ông lại và số đông khán giả người hâm mộ ở đội bóng các đội bóng ở các quốc gia Đông Nam Á họ mới mong muốn được giữ ông lại trong cái đội hình của đội tuyển Việt Nam này để làm huấn luyện viên trưởng bởi vì khi nào ông còn giữ chức huấn luyện viên trưởng ở đây thì các đội bóng đó họ mới an tâm để tới ngày đối đầu với Việt Nam họ có cơ hội giành chiến thắng nếu như mình là ông Philip Jose mình yêu cầu VFF mình sẽ tổ chức để giữ lại một chút danh dự và đôi khi mình thối tiền ngược lại cho VFF luôn bởi vì sao tôi thấy rằng cái hiệu quả công việc của tôi là không 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 mang lại cho các anh cho nên tôi thấy rất là e thẹn vì vậy tôi thấy là cái mức lương này tôi còn phải thương lượng lại rằng à ok bây giờ tôi trả lại nữa để tôi giống như là một phần nào đó chịu trách nhiệm bởi vì tôi còn cái danh dự nhưng bây giờ vẫn tiếp tục là gì chúng tôi đang rất là lạc quan và quý vị vừa rồi có xem một cái video clip của anh vlog minh hải chia sẻ trên fanpage không ông philip Jose khi ông ra xong trước khi trận đấu với indo thì các cầu thủ của chúng ta đi lên trân trọng chào từng khán giả mà trong đó chưa tới 150 khán giả lặn lội đường xá xa, xa xôi và kể cả bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra trong trường hợp đội tuyển chúng ta giành chiến thắng trên sân Bung Cano thì những vấn đề có thể nó xảy ra về an ninh rất bất ổn người ta đã bỏ công bỏ việc thời gian chỉ vì tình yêu bóng đá chỉ vì tình yêu cho cho đội tuyển bóng đá Việt Nam và các cầu thủ đã đáp lại bằng những cái lời chào, nhưng mà rất tiếc họ không đáp lại bằng những thành tích hay là một cái trận thắng. Còn riêng ông Philip Rose thì rất vui mừng để chào hỏi các cầu thủ Indo và chúng ta thấy ông nở một cái nụ cười gần giống như cái nụ cười của ông huấn luyện viên trưởng Klinsmann của đội tuyển Hàn Quốc vừa bị sa thải. Và đây là một thái độ cực kỳ khó hiểu ai đó giải thích giùm tôi thái độ này tại sao ông philip jose ra tay bắt mặt mừng với indo mà có hơn chỉ võn vẹn 100 khán giả của đội nhà đang ngồi phía sau thì ổng lại làm ngơ không một lời chào hỏi điều này có phải là ông philip jose đang rất xem thường người hâm mộ bóng đá việt nam mà không riêng gì người hâm mộ ở việt nam chúng ta đâu bên shenzhen fc hay là bên qatar ổng cũng có thái độ tương tự và không còn nghi ngờ gì nữa đây là một kiểu người rất hống hách kiêu căng ngạo mạn khi sa thải ổng có thể làm một cái buổi lễ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiễn ổng ra tận sân bay đó là điều mà chúng ta phải chờ đợi để rồi chúng ta kỳ vọng rằng nền bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ có sự đổi mới chứ không để ông này ông ru ngủ nữa bực hết sức luôn rồi đó